xin chào các bạn đã đến với podcast cập nhật thị trường crypto hàng tuần của Jeff Research. mình là Dustin, trưởng bộ phận research của Jeff sẽ đồng hành với các bạn trong buổi podcast tuần này. mở đầu với các thông tin vĩ mô. theo dự đoán từ Polymarket, khả năng ứng cử viên đảng cộng hòa Donald Trump sẽ đắc cử tổng thống Mỹ vào ngày 16 tháng 10 đã vượt quá 60%. đây là mức dự đoán chiến thắng cao nhất của Polymarket kể từ tháng 8. tuy nhiên, một cuộc thăm dò mới nhất từ NBC cho thấy tỷ lệ ủng hộ của hai bên đang ngang nhau, cùng ở mức 48%. Sự cạnh tranh sát sao này cho thấy bối cảnh chính trị Mỹ vẫn đang rất khó lường. Tuy nhiên, có thể dễ dàng thấy rằng các cử tri trẻ tuổi và ủng hộ crypto đang nghiêng hẳn về phía Donald Trump khi vị tổng thống này đã có nhiều động thái ủng hộ thị trường này trong chiến dịch của mình. Một thông tin tích cực cho thị trường đầu tư và tài chính tuần qua đó là Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB đã quyết định cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Đây là lần thứ ba trong năm ECB thực hiện động thái này. Cụ thể là lãi suất cơ bản đã được hạ từ 35% xuống còn 32,5%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Đồng thời lãi suất tái cấp vốn chính và lãi suất cho vay cần biên cũng được điều chỉnh từ 36,5% và 39% xuống lần lượt là 34% và 36,5%. Đây là đợt cắt giảm lãi suất thứ ba trong năm của ECB với lần đầu tiên bắt đầu vào tháng 7, nhằm mục đích kích thích tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao. Song song với các thông tin tốt và sự phục hồi mạnh mẽ của giá Bitcoin, tuần qua đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về dòng tiền dòng ở các sản phẩm ETF giao ngay crypto. Tổng dòng tiền vào Bitcoin ETF giao ngay đạt 2 tỷ đô la Mỹ, trong đó quỹ ETF IBIT của BlackRock thu hút 1,3 tỷ đô la Mỹ, trong khi Grayscale ghi nhận dòng tiền vào lên tới 40 triệu đô la Mỹ. Đây là một dấu hiệu tích cực khi Grayscale đã ngừng bán ra liên tục. Ngoài ra, đây cũng là tuần có dòng vốn vào cao nhất đối với các tài sản EFT giao ngay crypto kể từ khi các sản phẩm này được ra mắt. Đối với Ethereum, dòng vốn vào các quỹ ETF giao ngay đất 7 triệu 889 nghìn đô la Mỹ. Đặc biệt, Grayscale Investments đã nộp đơn đăng ký lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, SEC, để chuyển đổi quỹ crypto hỗn hợp của mình thành quỹ ETF. Hiện tại quỹ này bao gồm Bitcoin chiếm gần 75%, Ethereum chiếm 19% và phần còn lại là Solana, XRP và Avalanche. Nếu đơn đăng ký này được thông qua thì chúng ta sẽ có quỹ ETF hỗn hợp đầu tiên dành cho crypto hứa hẹn có thể đem đến dòng tiền lớn từ thị trường truyền thống của Mỹ vào thị trường crypto. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý rằng ngoài Bitcoin, các quỹ crypto của Grayscale vẫn chỉ đang có tổng lượng tài sản nắm giữ khiêm tốn so với tổng vốn hóa của các đồng token cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư cho các loại tài sản này là chưa nhiều. Không chỉ ở thị trường Mỹ, các nước khác trên thế giới cũng đang dành nhiều sự quan tâm cho thị trường crypto hơn trong thời gian gần đây. Chính phủ Italia đang có kế hoạch tăng thuế lãi vốn đối với các khoản đầu tư Bitcoin từ mức 26% lên 42%. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm huy động 35 tỷ euro, tương đương với 38 tỷ đô la Mỹ từ quỹ ngân sách thông qua việc áp dụng thuế bổ sung đối với các ngân hàng và công ty bảo hiểm. Một tin tức đáng chú ý khác đến từ ngân hàng thương mại Siam SCB, ngân hàng lớn thứ tư tại Thái Lan. SCB đã trở thành tổ chức tài chính đầu tiên tại nước này cung cấp dịch vụ thanh toán và chuyển tiền xuyên biên giới dựa trên stablecoin. Dịch vụ này cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần và đã được thử nghiệm qua thử nghiệm tài sản kỹ thuật số của ngân hàng Thái Lan. Đây là một bước tiến lớn cho sự phát triển của stablecoin tại thị trường tài chính Thái Lan. Chuyển sang các chỉ số thông tin đáng chú ý trong thị trường crypto tuần này. Tuần qua thị trường tiền mã hóa tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể khi Bitcoin giữ vững mốc 68.000 đô la Mỹ, tổng vốn hóa thị trường tăng 9,64% từ 2,128 nghìn tỷ đô la Mỹ lên 2,334 nghìn tỷ đô la Mỹ. Tâm lý nhà đầu tư cũng đã cải thiện với chỉ số tham lam vượt mốc 70 điểm. Tuy nhiên, mặc dù giá trị thị trường tăng, khối lượng giao dịch on-chain và khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung vẫn chưa có sự bứt phá rõ ràng. Khối lượng giao dịch on-chain tiếp tục duy trì trong khoảng từ 4 tỷ đến 7 tỷ đô la Mỹ trong khi khối lượng giao dịch trên các sàn tập trung vẫn nằm dưới 10 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra cũng stablecoin trong tuần qua giảm nhẹ với tổng mức giảm là 4 triệu 900 nghìn đô la Mỹ. Điều này cho thấy dòng tiền đổ vào stablecoin không có sự gia tăng đáng kể. Tuần qua, ad dự án Hyperliquid đã công bố sự ra mắt của Hyper Foundation, đồng thời chuẩn bị tung ra token quản trị Hyper vào đầu tháng 11. Điều này được kỳ vọng sẽ mang đến sự phát triển mới cho hệ sinh thái Hyperliquid, đồng thời cung cấp nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư tham gia. Hyperliquid hiện đang dẫn đầu trong mạng giao dịch phái sinh phi tập trung. Dự án này là cũng đang chạy các chương trình khuyến khích và nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Do đó, token Hype đang nhận được rất nhiều kỳ vọng từ các nhà đầu tư trước thời điểm ra mắt. Hệ sinh thái Sui cũng ghi nhận thành công lớn khi ra mắt Deep, token quản trị của Deepbook. Giá trị của Deep đã tăng mạnh từ 0,013 ba đô la Mỹ lên 0,088 đô la Mỹ, đạt mức tăng gấp 7 lần chỉ trong vòng một tuần. Đây có thể được coi là quả ngọt cho sự thành công liên tiếp của hệ sinh thái Sui trong một thời gian vừa qua. Trong tuần qua, hệ sinh thái Bitcoin cũng đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về dòng vốn khi Bitcoin ETF đạt mức tăng trưởng 2 tỷ đô la Mỹ về dòng tiền vào. Một số hệ sinh thái Bitcoin Layer 2 cũng đã có những bước tiến lớn, trong đó bị Square tăng trưởng mạnh với tổng giá trị tài sản đạt 128 triệu đô la Mỹ, tăng 10% trong tuần. Coredao và Kava cũng ghi nhận mức tăng trưởng tương tự, với Coredao đạt 406 triệu đô la Mỹ và Kava đạt 196 triệu đô la Mỹ, không chỉ có sự tăng trưởng về dòng tiền vừa qua trên Flip một giải pháp cầu nối mới cho Bitcoin cũng đã hưởng lợi lớn từ các tín hiệu tích cực trong hệ sinh thái BitcoinFi. Chainflip cung cấp khả năng chuyển đổi native BTC giữa các blockchain, giúp gia tăng khả năng tương tác giữa Bitcoin và các mạng lưới khác. Có thể thấy BitcoinFi cũng đang là một xu hướng nổi bật trong chu kỳ tăng trưởng này và đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên không phải tất cả lĩnh vực đều có sự tăng trưởng trong tuần qua. Trái với các thị trường khác, thị trường NFT tiếp tục đối mặt với sự sụt giảm đáng kể về khối lượng giao dịch. Vào tháng 9, tổng khối lượng giao dịch NFT giảm xuống còn 119 triệu đô la Mỹ, giảm 23,7% so với tháng trước, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp hoạt động giao dịch NFT suy giảm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tựa game ban súng sinh tồn Off the Grid đã gây bão trong cộng đồng game thử toàn cầu, vượt qua cả tựa game đình đám Fortnite trên bảng xếp hạng của Epic Games Store. Điều đáng chú ý là Off the Grid là một tựa game web 3 tích hợp NFT và token được phát triển trên subnet Guns của hệ sinh thái Avalanche đây là một bước tiến lớn đối với mạng game Web3 vì lần đầu tiên một tựa game Web3 với chất lượng cao cả về nội dung và lời chơi đã thu hút được sự quan tâm đông đảo từ cộng đồng game thủ thế giới. Off the Grid mang đến độ họa đẹp mắt, cốt truyện độc đáo và hoàn toàn miễn phí, với các yếu tố NFT và token chỉ là tùy chọn cho người chơi. Đây thực sự là một tín hiệu rất tích cực cho tương lai của game Web3 và có được mong đợi có thể là sự mở đầu cho sự trở lại của các dự án game trong thị trường crypto. Tuy nhiên còn quá sớm để có thể nhận định về điều này khi hầu hết các game web 3 hiện nay đều khó có thể so sánh với thị trường game truyền thống đã qua nhiều năm phát triển. Các thành viên quan tâm cũng có thể tìm kiếm và thử trải nghiệm tựa game này trên hệ thống của Epic Store các bạn nhé. Tuần qua, WorldCoin, dự án được đầu tư bởi ông chủ của OpenAI, Sam Altman, đã thông báo đổi tên thành World và ra mắt WorldChain, một layer 2 tập trung vào việc xác minh danh tính và quyền riêng tư của con người. WorldChain đã được tích hợp với các nền tảng lớn như Uniswap và Shopify đồng thời giới thiệu các tính năng mới như World ID 3.0 và OP để quét sinh chắc học xác thực danh tính World hiện đã có hơn 10 triệu người dùng tại hơn 160 quốc gia và mục tiêu của dự án là giúp người dùng được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công bởi bot và các tác nhân tự động khác, đặc biệt là trong bối cảnh AI đang ngày càng phát triển. Tuần qua cũng là lần đầu tiên Sam Anman xuất hiện trước cộng đồng với tư cách là co-founder của WorldCoin như một cách ngầm khẳng định sự tham gia của mình với dự án. WorldCoin cũng là một trong những dự án nổi bật trong các dự án phát triển mạnh mẽ trên thị trường với Narrative AI vừa qua. Đây có thể được xem là động thái phát triển tiếp theo của World và cũng là một thông tin đáng mừng cho các nhà đầu tư quan tâm đến dự án này. Một tin tức đáng buồn trong tuần qua là vụ tấn công vào nền tảng cho vay xuyên chuỗi Radian Capital, gây thiệt hại 51 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 70% tổng giá trị tài sản bị khóa TVLA của dự án. Vụ hack này xảy ra vào ngày 16 tháng 10 và được phát hiện rằng ví đa chữ ký của Radian Capital đã bị hacker chiếm quyền kiểm soát. Đây là lần thứ hai trong năm Radian Capital bị tấn công và tổng thiệt hại trong năm nay đã vượt quá 55 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, cái cộng đồng cũng đã mất dần niềm tin vào dự án này khi hiệu suất về giá cũng như kết quả hoạt động của dự án cũng đang trong xu hướng giảm trong nhiều tháng gần đây. Tuy đội ngũ của Radian đã lập tức tìm cách khắc phục các thiệt hại trong vụ hack này, nhưng dù kết quả thế nào thì Radian cũng cần có những động thái thay đổi ngay lập tức nếu không muốn mất đi thị trường và cả những thành viên cộng đồng cuối cùng của mình ngay trong giai đoạn chu kỳ phát triển mới của thị trường chỉ mới đang nhiên nhóm. Cuối cùng là những thông tin về Sui, một tin đồn gần đây cho rằng Sui Foundation và các thành viên nội bộ đã bán 400 triệu đô la Mỹ Sui ra thị trường. Tuy nhiên, Sui Foundation đã chính thức phủ nhận điều này và xác nhận rằng số lượng Sui bán ra hoàn toàn tuân theo lịch mổ khóa và được thực hiện bởi các đối tác hạ tầng. Giá Sui cũng không bị ảnh hưởng tiêu cực trong thời gian diễn ra sự kiện trên và điều này đã giúp Sui Foundation tăng thêm độ uy tín trong cộng đồng, giúp cộng đồng có nhiều lòng tin hơn với hệ sinh thái và token Sui. Có vẻ như Sui vẫn là một trong những cái tên tiêu biểu nổi bật nhất trong thời gian qua bất chấp việc có những tin đồn không tốt về foundation của dự án này. Cuối cùng là phần cập nhật các dự án trong danh mục đầu tư tham khảo của GFI Research. Ethereum tiếp tục là một trong những dự án đáng chú ý nhất trong tuần qua. Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, đã giới thiệu một số đề xuất mới nhằm cải thiện thời gian giao dịch và giảm yêu cầu stacking cho mạng lưới. Đề xuất single slot finality cho phép các khối được xác nhận chỉ trong một slot duy nhất, giúp giảm thời gian xử lý giao dịch xuống chỉ còn 12 giây thay vì 15 phút như trước đây. Điều này sẽ tăng cường băng thông cho layer 1 và mang lại lợi ích trực tiếp cho các giải pháp mở rộng layer 2, port tracking. Một cải tiến đáng chú ý khác là việc giảm yêu cầu staking tối thiểu từ 32 ETH xuống còn 1 ETH, giúp thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào quá trình staking. Đề xuất còn bao gồm việc giới thiệu các Orbit Committees với mục tiêu nâng cao tính bảo mật và hiệu suất của mạng lưới Port Tracking. Cùng với đó, Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về khối lượng giao dịch. Vào ngày 14 tháng 10, khối lượng giao dịch của ETH đã tăng 6%, đạt mức 2.700 tỷ đô la Mỹ. Trung bình khối lượng giao dịch hàng tuần của Ethereum cũng tăng trưởng gần 30% lên mức 22 tỷ đô ở tuần sau đó. Đây là các dấu hiệu đáng mừng cho hệ sinh thái của ETH nhất là trong bối cảnh giá của ETH kết từ đầu năm tới nay tuy đã có tăng trưởng nhưng chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư khi các xu hướng lớn trong chu kỳ này hầu hết đều xoay quanh hệ sinh thái của Ethereum. Team GFI Research khuyến nghị các nhà đầu tư quan tâm tới Ethereum hãy theo dõi sát động thái của token và hệ sinh thái này để có các quyết định đầu tư kịp thời và không bỏ lỡ cơ hội các bạn nhé. Cập nhật thêm chi tiết của vụ hack với dự án Radian. Vào ngày 16 tháng 10, Radian Capital đã bị tấn công nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 50 triệu đô la Mỹ. Kẻ tấn công đã kiểm soát được khóa riêng của nhiều người ký và chiếm quyền điều khiển các hợp đồng thông minh quan trọng port tracking. Điều đáng nói là hacker đã sử dụng một chiến thuật tinh vi bao gồm việc cấy phần mềm độc hại vào máy tính của các thành viên trong nhóm Radian, khiến ví cụng của họ ký vào một lệnh độc hại transfer ownership. Đây là một cuộc tấn công phức tạp liên quan đến nhiều yếu tố như phần mềm đánh chặn ví cung, hợp đồng thông minh và sự hiểu biết sâu về cấu trúc nội bộ của Radian hiện tại, các tài sản bị đánh cắp đang được theo dõi, trong đó hơn 32 triệu đô la Mỹ nằm trên Arbitrum và 18 triệu đô la Mỹ còn lại nằm trên BNB trên. Rõ ràng dự án Radian sẽ gặp không ít các khó khăn trong thời gian tới. Với các nhà đầu tư nắm giữ token của dự án cần theo dõi thật sát sao các cập nhật sắp tới và động thái của dự án này. Có thể các nhà đầu tư cũng cần tính trước các kịch bản cật lỗ hoặc tái phân bố trong trường hợp xấu nhất là dự án không thể khắc phục được những thiệt hại trên. Vụ hack của Radian cũng một lần nữa nhắc lại cho chúng ta các rủi ro của các dự án DeFi và các mô hình nắm giữ tài sản tập trung của mùa này. Ví đa chữ ký tuy có độ an toàn nhất định nhưng vẫn chưa rất nhiều rủi ro đặc biệt là khi các ví này nắm giữ hàng trăm triệu hay đến hàng tỷ đô của người dùng nhưng chỉ được quản lý bởi một vài cá nhân trong đội ngũ của các dự án. Các thông tin vừa rồi cũng là các thông tin cuối cùng của phần cập nhật các dự án trong danh mục đầu tư tham khảo của team gfi research khá tích cực với toàn bộ thị trường crypto. Giá của các token có sự phục hồi kèm với các thông tin tốt đã đem niềm tin quay trở lại với các nhà đầu tư. Tuy nhiên giống như các đợt tăng trưởng gần đây, việc chưa có sự tăng trưởng đáng chú ý về dòng tiền chung và khối lượng giao dịch hàng tuần trên cả thị trường vẫn khiến các nhà đầu tư cần phải cân nhắc trước khi đưa ra các quyết định ở thời điểm hiện tại. Sự phát triển của hệ sinh thái xoay quanh Bitcoin và Ethereum vẫn đang là xu hướng chính dẫn dắt thị trường, nhưng bên cạnh đó kể các cái hệ sinh thái ngoài Ethereum như Sui vẫn thể hiện được tiềm năng đáng chú ý. Như đã khuyến nghị ở các podcast trước, Team GFI Research khuyến nghị các thành viên nhanh chóng hoàn thiện portfolio ở thời điểm này khi thị trường đã đang dần có những dấu hiệu chuẩn bị kết thúc giai đoạn tích lũy và chuyển sang giai đoạn tiếp theo các thành viên cũng đừng quên quản lý rủi ro và chuẩn bị trước những phương án hành động dựa trên thay đổi của thị trường các bạn nhé chúc các bạn luôn đầu tư thành công và hẹn gặp lại các bạn ở số podcast tiếp theo